Chị con bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói hết thuốc chữa, sống được là nhờ ống thở thôi. Gia đình con họp lại bàn tính xem có nên rút ống thở để đi cho nhanh hay không. Tất cả đồng ý, trong đó có con và chị con từ giã cõi trần nhẹ nhàng. Còn thở qua ống thở thì sống đó, nhưng thở khó nhọc. Dù vậy con vẫn re rứt, mang cảm giác mình đồng ý với việc chấm dứt mạng sống thì chẳng khác gì sát sanh. Thưa sư, con nghĩ như vậy có đúng hay không? Trong cái giới sát sanh á, nó có 5 cái chi phần. Thì hầu hết là tất cả các chi phần là thỏa mãn đấy, tức là mình có ý muốn giết, có ý muốn chấm dứt sự sống. Nhưng mà một cái này là phải xét nè, tức là mình đồng ý nhưng mà mình có nói hay không, tức là vì lời nói của mình, vì lời nói của mình mà có người thực hiện cái hành động rút ống thở. Nó sẽ còn mình có nói hay không. Nếu như mình không có nói đó, mà mình chỉ đơn giản là mình đồng ý mà mình không có nói, không có gợi ý, không cho người khác biết, chỉ đơn giản là mình đồng ý thôi, thì mình thiếu cái chi phần là mình đưa ra hành động bằng hành động hoặc bằng lời nói. Nhưng mà nếu như mà mình đã mở miệng ra mà vì cái lời nói của mình mà đưa đến cái chuyện là có người rút ống thở thì mình phạm giới sát sanh. Còn cái chuyện là người đi có nhẹ nhàng hay không thì đó là cái chủ quan của mình, chứ không phải là thật sự cái cảm giác của cái người mà bị rút ống thở đó. Tại vì cái người đó không phải mình, và cái nhìn của mình là cái nhìn nó rất là chủ quan. Thành ra trong kinh tạng ấy, có một số trường hợp mà đương nhiên là một vị tỳ kheo thì không bao giờ khuyến khích bất cứ ai tự sát, nhưng mà có những trong kinh tạng có một số cái một cái đoạn mà nói về chuyện tiền thân ấy, tức là khi mà một người nào đó mà có ý định gọi là tự sát ấy, thì tự anh làm đi, chứ đừng đừng có bắt tôi làm giùm anh tự anh làm chứ đừng bắt tôi làm giùm anh đấy. Còn không được thì thôi đấy. Cho nên là trong cái trường hợp này sư nói là nếu như mà vì cái lời nói của mình mà đưa đến là có cái người rút ống thở đó thì chắc chắn là mình phạm giới sát sanh, chắc chắn ha, chắc chắn. Còn nếu như mà mình không có vì cái lời nói của mình thì thôi, là không có phạm. Cho nên là trong cái trường hợp này thì sư nhắc quý vị, những ai còn đang nghe, quý vị lưu ý như thế này. Trong cuộc sống thì chúng ta rất là khó biết trước được điều gì. Sẽ có những lúc mà chúng ta đưa đến quyết định là người thân của mình có nên rút ống thở hay không. Đặc biệt hay lỡ mà người đó là cha mẹ của mình thì coi chừng là mình phạm vào bốn cái tội là cực trọng nghiệp ấy, là chắc chắn phải đi địa ngục A Tỳ chứ không có một cái lựa chọn nào khác. Cẩn thận. Cho nên trong những trường hợp đó cái phản ứng tốt nhất của mình ấy, đó là ai quyết định gì thì quyết định, tôi không liên quan. Còn nếu như mà bản thân cái người mà đang thở oxy đó, họ có cái ý họ quyên sinh đấy, thì nên nhắc như thế này. Tất cả chúng sanh đều ham sống, và cái quyết định là của mình, cái quyết định là của mình. Nhưng mà nếu như mà hỏi tôi á, thì tôi vẫn nói là không có nên chết. Và nếu như mà vị ấy là có cái ý mà muốn chết á, thì tự mình đi làm chứ đừng bắt ai làm giùm. Để cái chuyện tự mình đi làm á, tự mình có trách nhiệm, còn bắt người ta làm giùm á thì tự nhiên là khiến cho người ta phạm giới sát sanh. Thành ra cái cách đối xử tốt nhất của chúng ta trong những trường hợp tương tự như vậy, tức là tôi không có ý kiến,
có nghĩa là mình không có liên quan, không có cộng nghiệp. Còn khi mình đã có ý kiến tức là mình có cộng nghiệp đối với họ. Cẩn thận cái chuyện đó.